Thu biết đến công ty em lâu chưa ạ? Dạ, thì em theo dõi bên mình được có hơn tháng. Hơn tháng. Thì khi mà trải nghiệm những cái sản phẩm của bên em cũng như là lý do vì sao anh quyết định lựa chọn cái cấu hình này nhỉ? Cái thứ nhất là thấy cái này nó cũng phù hợp. Cái hai thấy bên mình cũng uy tín. Vâng. Làm việc rất chuyên nhiệt tình. Vâng, em cảm ơn anh Thu. Vâng, thế hiện tại nếu... Rồi, xin chào các bạn nhé, đây là thành phố Hải Dương ạ. Và hôm nay Hải Dương đón em bằng cơn mưa rét của cái miền Bắc. Rét rất là ngọt ạ. Vâng, kèm cơn mưa. Đây là bên em xuống ra nhà anh Thu. Anh Thu sẽ lắp cấu hình VA12 và bên em yêu xuống Hải Dương thì sẽ lắp cho anh Thu trước. Sau đó thì sẽ đến các bác ở Nam Sách. Thì các bác chờ một chút nhé. Về bên em đang cho hàng xuống. Sau đó thì sẽ có một cái video quay lắp đặt hành trình cũng như là những cái cảm nhận của anh Thu khi mà trải nghiệm tế trên cấu hình dàn VA12 của bên em các bác nhé. Chờ em một chút nha, để em hạ hàng xuống nha. Đây ạ, Hải Dương. Đây là số 4 Lý Tự Trọng, thành phố Hải Dương các bạn nhé. Dạ vâng, rồi bên em vừa mới khui thùng xong ạ. Bây giờ đang đến đi phần lắp đặt cấu hình VA12. Thì hiện tại thì Mr. G đang tiến hành những thao tác của mình trong cái cấu hình này. Thì đây là ngôi nhà thì anh cũng vừa mới về đây thôi ạ. Thì hiện tại những đồ nội thất thì đang lắp đặt. Một lát nữa thì khi mà lên hoàn thiện cấu hình thì mời các bác trải nghiệm xanh trên đây là VA12 trên cấu hình. Đây cấu hình đó. Cây đúng là bé, bắt bé bé này thì để nghe nhạc. Nghe nhạc. Vâng. Vâng. Đây, sau đây thì Mr. Duy đang hướng dẫn anh Thu sử dụng cấu hình dàn X22 các bác nhé. Thì nếu như anh cắm POX thì là sẽ có hai pin cộng ở sau này. Đây là pin VGM này, đây là POX. Cắm vào đường nào thì phải chuyển đúng cái màu cam về cái cổng đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ em nhìn đây mắt Bluetooth thì em sẽ ấn đây chuyển, đây, ấn nhịp nữa cho nó chuyển. Để vào Bluetooth em bắt còn được cổng cam, cổng quang mình ấn những cái nữa cho nó cái màu cam này chuyển bằng cái PD. Thì cắm dây quang. Để vào Bluetooth thì em bắt tạm máy lên này. Em vào dò tìm này là sẽ tìm thấy cái thiết bị X22 luôn. Để cho M2 cho anh nghe nhạc nhé.
tất cả chế độ rồi anh có thể gọi là lệnh ở trên điều khiển M1, M2, M3, M4, M5, M6. Cho anh. Sau thì đây các anh em ở hiện tại nhà anh thì đang đi vào hoàn thiện để Tết năm nay là chuyển về nhà mới, là chúng em cũng bàn giao bộ dàn. Thì anh em có xem cái hình ảnh nó hơi bừa bộn một chút. Ở đây là anh đang đi vào thi công. Điện trước cho chúng em xuống bàn giao xong anh đưa anh em thợ thiền làm nội thất vào setup. Anh hứa là khi nào hình ảnh đẹp anh lại quay tiếp cho chúng em một đoạn video nữa. Đây ông gửi anh cái máy của anh. Anh có đôi lời chia sẻ gì về bộ dàn của chúng em không? Khi mà hiện tại nó là của anh đi. Đôi lời chia sẻ để anh em theo dõi kênh của chúng em có yên tâm hơn khi mà đặt niềm tin với chúng em. Dạ. Thì thực ra cũng có đôi lời chia sẻ gửi tới tất cả những người hâm mộ theo dõi kênh. Thì về bên Jika là rất chia nhiệt tình. Dạ. Lắp đặt và hướng dẫn mọi cái rất chi tiết. Và về bộ dàn thì cũng rất là ok, nghe rất là hay. Cảm ơn anh Thu ạ. Em cũng cảm ơn tất cả anh em bên Jika rất nhiệt tình. Xin thay mặt công ty cảm ơn anh rất nhiều. Em xin phép được chụp cùng anh một tấm hình được không anh?